Đây là những cái khẩu súng mà coi như là ở đây người ta bán. Thì ở đây á, vì cái nước này á, là một cái nước tự do, nên thành ra ai cũng có thể mua súng để mà phòng thân nếu như có giấy phép. Và giấy phép cũng dễ dàng á, được DMV là tên cái chỗ security người ta cấp á, thì có thể đến đây để mua những khẩu súng này. Và đây là những cái ống nhòm. Ống nhòm này thì nhìn rất là xa, nhìn có thể là rất là xa à. Thì giá tiền nó cũng chẳng rẻ tí nào đâu, 350 mấy đô. Còn đây những khẩu súng này thì chúng ta thấy đẹp à. Đây là những người thả bán bắn súng. Thì nếu như mà những người nào thích sở hữu súng thì tới đây thì ai cũng phải khoái. Nhưng riêng tôi thì tôi lại không thích súng.